Em xin kính chào toàn thể các anh chị em mình đang yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Trước khi vào xem video, các anh chị em nhà mình dành cho em từ 3 đến 5 giây nha anh chị em mình nha. Trước khi vào xem video thì các anh chị em mình dành cho em từ 3 đến 5 giây. Chị em xin một nút đăng ký kênh, một nút đăng ký kênh và một nút bấm vào chuông thông báo để nhận các video nhà em chia sẻ với anh chị em mình nhé. Hiện tại bên nhà em đang có một số các mặt hàng như sau. Đó, đầu tiên em xin giới thiệu là một cái dòng này là dòng giả phi điệp rừng nha anh chị mình nhá. Phi điệp rừng. Đó, một cái dòng phi điệp rừng này. Em có một số đơn như thế này nhá. Đó, em có một số đơn như thế này. Phi điệp rừng nha anh chị mình nhá. Đầu tiên xin giới thiệu là một cái dòng là phi điệp rừng này. Rất là đẹp luôn nha các anh chị mình nhá. Phi điệp rừng này thì em không biết mặt bông nha các anh chị mình ơi. Phi điệp rừng nhá, không biết mặt bông nhá. Tiếp theo em xin giới thiệu là một cái bờ là nong tu xuân này. Nong tu xuân nhá các anh chị mình nhá. Nong tu xuân rất là đẹp như thế này luôn. Em cho anh chị nhà mình tham khảo khuôn bông của cái dòng nong tu xuân nhé. Bao phê bao đẹp và hoa cực kỳ thơm luôn nha các anh chị mình nhé. Hoa cực kỳ thơm như thế này luôn này. Em cho các anh chị mình tham khảo khuôn bông của dòng nong tu xuân này. Đó, và tiếp theo em giới thiệu với anh chị mình một cái dòng là Hoàng thảo vô Myanmar nhé. Hoàng thảo vô Myanmar. Một dòng nở hoa xuân, hoa Tết mà hoa của em nó là cánh tím họng trắng nha, cánh tím họng trắng hoàng thảo vô Myanmar rất là xinh như thế này luôn nha các bác nha. Và tiếp theo em giới thiệu với anh chị em mình một cái dòng là năm cánh trắng họng hồng mắt xước nha anh chị mình nhá. Phi điệp năm cánh trắng họng hồng mắt xước này. Đó, giò này là bốn đầu thân rất là đều đẹp như thế này luôn nha các anh chị mình nhá. Phi điệp năm cánh trắng họng hồng mắt xước. Bao đẹp như thế này cho các bác nhà mình sưu tầm luôn nhá. Đó, phi điệp năm cánh trắng họng hồng mắt xước nha. Tiếp theo em giới thiệu với anh chị mình một cái dòng là Đại Ý Thảo Xuân Lâm Đồng nha anh chị mình nhá. Em nghe khuôn bông của phi điệp năm cánh trắng hồng mắt xước cho các bác nhà mình tham khảo này. Rất là đẹp luôn nha các anh chị ơi. Đó, và đây là khuôn bông của dòng Đại Ý Thảo Xuân nhá. Đại Ý Thảo Xuân Lâm Đồng, một dòng hoa lan nổi tiếng của Lâm Đồng mà hoa cực kỳ thơm luôn nhá. Đó, đây là khuôn bông của dòng Đại Ý Thảo Xuân nha anh chị mình nhá. Đó, rất là đều đẹp như thế này luôn. Đại Ý Thảo Xuân Lâm Đồng. Đó, và đây cũng là một cái bờ nong tu xuân này. Đây cũng là một cái bờ nong tu xuân nha anh chị mình nhá. Rất là đẹp như thế này luôn nhá. Đó, và tiếp theo là một cái bờ Đại Ý Thảo Xuân này. Đó, em giới thiệu tiếp tục là một cái bờ này là bờ một cái chậu này là Hawaii lá biên nha anh chị mình nhá. Hawaii lá biên rất là đẹp như thế này luôn. Đó, Hawaii lá biên này. Phi điệp Hawaii trắng nhá. Phi điệp Hawaii trắng là bông của nó là màu trắng muốt tinh khôi luôn nha anh chị mình nhá. Bông của em nó là màu trắng mút tinh khôi luôn nhá. Hawaii trắng nhá. Đó, em lên cái khuôn bông của dòng Hawaii trắng này anh chị ơi mình nhá. Bông trắng mút tinh khôi như thế này luôn. Đó, phi điệp Hawaii trắng nhá. Rất là đẹp luôn. Và tiếp tục em giới thiệu với anh chị ơi mình là một cái dòng hạc vị lá biên này. Đó, hạc vị lá biên nha anh chị ơi mình nhá. Cánh viền biên các anh chị nhìn rõ không ạ? Đó, cánh biên viền rất là đẹp như thế này luôn. Đó. Hawaii lá biên nha anh chị mình nhá. Hawaii lá biên này. Rất là xinh như thế này luôn. Đó. Hawaii lá biên này. Giả hạc Pháp nha anh chị mình ơi. À, nhạn tháng 4 này. Nhạn tháng 4 nhá. Nhạn tháng 4 này. À, giả hạc Pháp này. Giả hạc Pháp nha. Chậu rất là đều đẹp như thế này luôn. Giả hạc Pháp nha anh chị mình nhá. Giả hạc Pháp này. Chậu bao đẹp như thế này luôn nhá. Đó, giả hạc Pháp này. Phi điệp rừng này. Đó, phi điệp Hawaii tím này. Phi điệp Hawaii trắng này. Đó, đen rô xuân nhá. Đen rô xuân này anh chị mình nhá. Đen rô xuân này. Đó, châu nhá. Châu đang nụ nhá. Đó, trầm đồng đỏ nhá. Trầm đồng đỏ. Đó, châu đang nụ rất là đều đẹp như thế này luôn. Đó, và hạc vị lá biên này các bác này. Hạc vị lá biên nhá. Rất là đẹp như thế này luôn nha các anh chị ơi mình nhá. Đó, tiếp tục là cái giò này là giò châu như nhá anh chị mình nhá. Châu như này. Họng hồng này, long tu di ninh xuân này, phi điệp năm cánh trắng họng tím này, đại ý thảo trắng này, Hawaii lá biên này, trầm thiên long này, đó, đuôi cáo này, hoàng phi hạc này, cái này là chớp mỹ nha anh chị mình nhá, chớp mỹ này, đó, kiểu môi tua nhá, kiểu môi tua này, hạc vĩ thiên cung này, đó, phi điệp cánh viền nhá, phi điệp cánh viền này. Và kiếm này, rất là đẹp luôn nha các anh chị mình ơi. Và kim điệp xuân này,
nhện 4N nhá. Cái dòng này là dòng kiều vàng nữa nhá các anh chị mình ơi, kiều vàng nữa nhá. Rất là đẹp và rất là xinh như thế này luôn. Rất là đẹp và rất là xinh như thế này luôn nhá. Chậu rất là to lớn như thế này luôn. Và chậu này là chậu khủng nhá các anh chị mình nhá. Đó, kiều vàng nhá. Và DH93 này, DH93 nhá, hoa lan đuôi cáo này. Đó, bao phê bao đẹp luôn. Và cái này là dòng dáng hương tâm bảo sắc nhá. Đó, châu như này. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, phi điệp 5 cánh trắng họng tím này. Đó, trầm lu này, trầm bốn lu nha các anh chị mình nhá. Đó, anh chị yêu nào sưu tầm mặt hàng nào thì gọi trực tiếp cho em qua cái số điện thoại là 0971475909 hoặc là 0919536598 nhá. Đó, đây là một giò kiều khủng này, một giò kiều khủng rất là đẹp luôn. Và đây là một cái giò sơn thủy tiên nha các anh chị mình nhá, sơn thủy tiên. Hạc vĩ thiên cung, hạc vĩ là biên. Và Hawaii là biên này. Đó, rất là nhiều các mặt hàng như thế này luôn. Anh chị yêu nhà mình cần sưu tầm mặt hàng nào thì cứ gọi liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại em đã ghim trên bài. Và nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh anh chị mình nhé. Đó, em chào toàn thể anh chị yêu nhà mình này.